Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với một tiết mục đã đạt giải nhất của cuộc thi văn nghệ ngày hôm qua. Tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến cái lớp này nữa, bởi vì nó đạt nhiều giải nhất quá. Đó là lớp, thôi đọc tên cho các bạn biết, lớp 12A1. Yeah.
Vâng, xin được cảm ơn tiết mục của lớp 12A1. Các bạn biết tại sao tiết mục này đạt giải nhất không? Tôi lại xin bật mí bí quyết thành công cho các bạn này. Chúng tôi gồm có 3 yếu tố, đó là tình đoàn kết, sự quyết tâm và chăm chỉ tập luyện. Đấy là 3 yếu tố để thành công. Đoàn kết là dẫn đầu tiên. Đây là tiết mục mà các bạn thấy số lượng diễn viên tham gia đông nhất. Các bạn đã tự bảo nhau các bạn tập luyện được. Và nó có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như bạn Thảo đây chẳng hạn, ngày trước là nặng 60 cân, nhưng sau khi bây giờ tập luyện xong, các bạn chỉ còn là 54 cân, đã giảm được 6kg. Hay ví dụ như bạn Ngọc này chẳng hạn, về nhà bố mẹ vẫn còn phải nịnh mãi mới ăn được hết một bát cơm. Tuy nhiên bây giờ sau khi tham gia tập luyện, các bạn đã có thể tự mình ăn được 2 bát cơm rồi, đúng không ạ? Và xin cảm ơn đoàn trường đã tạo cho chúng tôi và cho các bạn em học sinh một cái sân chơi cực kỳ bổ ích. Và các bạn lớp 12A1, chúng ta sẽ cố gắng phát huy cái tinh thần này và cùng thầy sát cánh để chúng ta chinh phục các đỉnh núi tiếp theo. Các em có quyết tâm không? 2, 3. Quyết tâm. 2, 3. Quyết tâm. 3, 3. Quyết tâm. Vâng, xin được cảm ơn các em.